Ly kỳ, chú Bê lạc trôi dưới cống và màn giải cứu vui như Tết của cả xóm. Mới đây, người dùng mạng xã hội TikTok được dịp hóng lên hóng xuống loạt clip về câu chuyện dở khóc dở cười của một chú bê không hiểu vì sao lại đơn độc chui dưới ống cống của khu dân cư ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, vào chiều ngày 17 tháng 7, người dân chợt nghe thấy tiếng kêu phát ra mỗi khi đi qua đoạn lắp cống trong khu nhà. Sau khi soi đèn xuống kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện ra ngay dưới cống là một chú bê đi lạc. Hóa ra chú bê ngáo ngơ này đi từ đầu ống cống rồi lang thang vào tận bên trong, đến tối không tìm được lối ra, đành đứng một chỗ cầu cứu. Sự việc nhanh chóng náo động cả xóm, chủ nhân của chú bê đi lạc cũng lập tức có mặt. Mọi người đều tập trung xung quanh khu vực tìm cách giải cứu chú bê. Sau hồi phân tích đánh giá tình hình, các bác trong xóm đều cho rằng chỉ cần nước lật tấm bê tông lên thì mong cứu được con vật. Nghĩ là làm, mọi người đã dùng xà beng và huy động thêm một chiếc cần cẩu nhằm lật tấm bê tông vừa dày vừa nặng lên. Ngay lúc tấm bê tông được nhấc ra, người chủ của chú bê nhanh chóng túm lấy đuôi con vật rồi kéo lên mặt đất. Chứng kiến cảnh tượng gay cấn lúc đó, tất cả mọi người đều vui mừng hét lớn: "Lên rồi, lên rồi!" Vậy là chú bê đã được thoát trong tràng vỗ tay hân hoan phấn khởi của mọi người trong xóm. Sự việc sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được lượt tương tác khủng, rất đông ý kiến bình luận để lại thắc mắc: "Không hiểu vì sao chú bê có thể lạc trôi trong đường ống cống như vậy nhỉ?" Số khác lại hài hước gợi ý: "Cứu xong thì có được liên hoan bữa thịt bê nào không?" Bên cạnh đó, một số người cũng xuýt xoa trước sự đoàn kết tình làng nghĩa xóm của những người dân nơi đây và cùng nhau dùng hết sức để giải cứu chú bê ngố.